Tôi quên đấy nhỉ? Cơ quan như thế nào? Chính là có chữ chỉ chia sao với xe, có treo đoán tuổi khoáng, có chi nén ở sữa ba giây, có hai mây chưa quân, có ta cho đi lên. Chính cơ quan cách bỏ những cơ chưa quay lái thay văn cũng chua, chưa dừng quay. Không sử dụng nên có ý tí, thì nên chỉ là cái chuyện. Thì chúng ta chỉ hiểu, chỉ quan điểm. Giờ, phây cơ lấn bang, thì sang cùng chùa ăn trình đưa, trang loan tàu lấn chia sâu, thì sư bỏ trai thái loan mấy dấu chiến lớn bấm dấu tiểu bỏ chư tao tinh tàn sư lính phây dung bỏ phú huy bị treo bỏ phú huy trai oan men phây phá tả cung ti liêu cung sư phụ tan truy liếu trang phây trung chi phây ý chấn phây suối ỉ bỏ phú huy bị treo chỉ được cơ vậy ta sơn giao 173 tám thủy trung liêu 18 công nghiệp ta là ta chọn bi hệ được.他有三年在大专学校读书，学那个经济管理科系，然后他有四年在汽车公司工作，汽车零件公司工作，然后当那个操作机台的。他是操作什么样的机台？以前的工作可以讲一下。M làm công ty ô tô linh kiện ô tô đấy thì làm về cái gì？Thao tác máy gì? Dạ vâng, em là thao tác máy quấn dây điện ạ. Tha sư nơi cờ lao xiên tờ chi thái cờ. Lao xiên à? Điện xiên à? Làm được máy gì? Máy quấn dây điện của công ty sản xuất dây dẫn ô tô ạ. Chứ sư chi chưa là nơi cờ lì miên tờ nơi cờ điện xiên. Nó tha sư chuyển xiên à? Y hoàn thế hẳn gì? Vậy quý vị nào bao nhiêu sao? Một tháng thì lương của em thì khoảng bao nhiêu tiền? Một tháng cả tăng ca nữa là khoảng 10 triệu ạ. Hán cha ban đầu hoa y hoàn chua, y hoàn o chủ yếu. Số lý hoa thì bao nhiêu lý hoa thì bao nhiêu lý hoa thì bao nhiêu? Thế thì thứ bảy và chủ nhật em đều tăng ca hay như thế nào? Dạ vâng, thứ bảy chủ nhật đều tăng ca. Sư tử, thì bao nhiêu lý hoa thì bao nhiêu cha ban? Anh chịu hơn rồi mà. Em kết hôn chưa? Em chưa kết hôn ạ. Hai mẹ chưa hôn. Hai chị có 13 tuổi rồi, hai em lại có bao nhiêu? Em là 28 tuổi rồi, em định bao lâu? Em bên Đài Loan bao lâu? Em định bên Đài Loan 65 ạ. Chàng là Đài Loan liêu nhỉ? Vậy thì bây giờ chưa hôn mà. Thế không muốn kết hôn à? Dạ, bây giờ em muốn tập trung kiếm tiền trước, còn chuyện kết hôn em chưa nghĩ tới ạ. Tha là mua ra trên chuyên trang chế nào, chế vẫn hãy mèo cả xoan. Em cảm thấy em là người như thế nào? Tự đánh giá bản thân. Em cảm thấy em là người nhanh nhẹn và sạch sẽ, tỉ mỉ ạ. Tha sư chế được tha bị trao của cô tờ lần, đã hầu hẳn can xin tờ lần, hẳn dự xí tờ lần. Can xin dự xí? Tha mê đi mùa lần. Em có biết chút tiếng Anh không? Em có biết một chút tiếng Anh luôn. Hơi tiên tiền. Chính ra ở bên